Chào các bạn, riêng với dòng chòe, một số dấu hiệu chúng ta có thể nhận thấy con chim là có lửa khi mà chúng ta thấy, đặc biệt vào ở miền Bắc thì vào những mùa tầm khoảng gần Tết và sau Tết con chim sẽ hót căng. Thứ hai là các bạn có thể thấy cái họng của nó sẽ chuyển màu đen nhé các bạn. Họng ở trong này chuyển màu đen. Thứ ba nữa là các bạn có thể thấy cái phân của nó sẽ nhỏ dần đi. Lúc đầu thì phân nó to, sau nó nhỏ dần đi nha các bạn. Như thế này này. Đây là con chim bắt đầu có lửa rồi. Đó là những cái dấu hiệu cơ bản. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video trên kênh YouTube Cám Chim Đất Việt và ủng hộ các sản phẩm cám của Cám Chim Đất Việt.